Chào bà con nông dân cả nước nha. Nay nhâm cơ Út tính lên con máy cắt cỏ Mitsubishi DL231 nha mọi người. Đó, công suất là 23C nồng 32 ly ha, nhiệt bãi ha. Riêng nguyên bản ha mọi người ha. Đó, lốc có dập nổi made in Japan nè mọi người, chế hai kim, đe đỏ tự động. Đó, tung rời. Đó. Máy nè. Không có sơ, là lốc liếc rồi còn trắng tươi luôn nha mọi người. Bô nè. Bô xả còn trắng nè. Em kiểm tra bê tông rồi cho mọi người rồi ha, còn văng ngang rồi ngon lành nha mọi người. Trên 90% ha. Mọi người yên tâm sử dụng nha. Đó. Chứ sao nè. Đẹp, con này đẹp liền nha mọi người. Đó. Không bể vỡ gì ha. À nó có cái răng này nó bị cái răng này không ảnh hưởng tới máy nha mọi người. Số seri nè. Tên là 231. Đó, 116409 ha. Đó. Tài lấy lớn nè. Công tắc nè. Gin theo máy nha mọi người, on off nè. Bật xuống là on, bật lên là tắt nha. Đó. Đây ống cần nè mọi người. Không cong quẹo gì ha, trắng cỏ rin theo máy ha. Đó, còn chén ngược lên luôn nè. Đó, em gắn bắt cước em thử luôn à, máy rất mạnh luôn. Nha mọi người. À, con máy này rất là liền là đẹp luôn ha. Máy về sao bắn vậy nha mọi người. Này là không có sơn xiết gì ha. Đó. Lốc còn trắng tươi luôn nè. Chú bơm nè. Đó. Nắp xăng rồi nè. À, bình xăng vàng vàng màu còn trắng nha mọi người. Này là đẹp rồi đó nha. Đó. Con này về mọi người đổ xăng vô rồi chạy thôi. Đổ xăng vô rồi chạy ngon lành. Trợ lực nè ha. Trợ lực 2 tầng ha mọi người ha. Đó, đèn đỏ tự động nè. Rất đẹp luôn. Máy hình thức là rất là ok nha mọi người. Đi đâu bãi ha. Giá máy thì trong phần mô tả và em sẽ bao ship toàn quốc cho mọi người ha. Đầy đủ phụ kiện như là bắt cước nè. Đó, tiếp mở bugi. Và bugi. Và lục giác 4 ha. Và một con dao cắt Thái Lan. Đó, cho cắt Thái Lan dày 2 chấm. Dày ha mọi người ha, thường người ta có 1.5 mà. Dày 2 chấm ngang 8 cm. Dày 3 tấc ha. 3 tấc là 30 cm nha mọi người. Đó. Về mọi người cắt ok ha, an toàn ha. Đó, dưới tặng thêm bắt cước nè. Bắt cước có 2 dây cước pháp ga luôn ha. Mới đàng hoàng nha mọi người. Rồi. Ống cần thì 24. Đó, ông cần 24 ha. Ti 10 khía. Đó. Ti 10 khía. Đó, tôm rời. Đó, bố côn em kiểm tra rất dày ha, em cũng đã vô mở bò tôm với ti đồ với đầu bò cho mọi người ha. Mọi người yên tâm sử dụng nha, bền bỉ ha. Hẹn mọi người 7 8 năm sau gặp lại nha chứ cái máy này xài bởi rất là bền luôn. Rồi. Bật tắt xuống nha mọi người. Ừ. Bật cái lỗ qua chạy nè. Đó, rồi chạy mình gạt lại ha, rồi mình giật chạy, rồi so 2 tầng ha, giật lên. Đó. Máy này rất là êm luôn ha mọi người. Đó, lên ga nè. Ok lắm luôn nha. Tắt nè. Giật chạy thôi. Giật nè. Máy em kiểm tra ok lắm nha mọi người. Tắt nè. Bật xuống là mở nè. Đó. Rồi. Máy em thì bao ship toàn quốc nha, đủ phụ kiện như trên ha. Và giá trong phần mô tả mà chi tiết liên hệ ha. Số điện thoại là 0936769791. Có Zalo nha mọi người. Đó. Rồi, ai chưa chọn được con máy ý thì nhớ đăng ký kênh theo dõi để em ra những con máy mọi người ok ủng hộ em nha. Rồi, bye mọi người nha. Em kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video.